Tuần này em ship toàn những cây đẹp không à? Tuần này khách chọn những cây đẹp không? Đẹp ghê chưa? À, đây là những cây đã khách đã lấy nè. Cây sabo tán nhánh quá trời đẹp. Cây đu đủ nè. Đu đủ đang có bông luôn. Đó. Xoài lùng 15 galon đang có trái nè. Mận nè, mận xanh nè. Tắc nè, chanh đang có trái nữa. Me. Tuần này những cây to to không mà không có cây nhỏ luôn. Đó. Nếu như mà anh chị mà thích những cây to to giống như vậy thì alo ủng hộ cho em ha. Đó. Thank you anh chị rất là nhiều nha. Giờ em đi đóng hàng cho anh chị đây.